Yeah. Never did. Yeah. And so he's been there all month training. But he flew to LA to, he was in the kayak next to her all night. Yeah. And dedication. It really is. Yeah. And he was pretty lucky. So, and then we had a tracker too that we could watch her. And it was like, hi everyone, so happy Friday. It's tomorrow is the Water Lantern Festival, so super fun. I'll leave the poster down at the comment below, but if you're free tomorrow, please bring your kids, family, friends to come out and enjoy a great festival at Shepherd and Keel. It's called the Water Lantern Festival. So before I get into the hair stuff, these are the stuff that I love to have with me everywhere I go. So Kelly muốn chia sẻ những thứ mà Kelly xài hàng ngày mà rất là tốt. Cho nên các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể lưu lại nha. Thứ nhất, da mặt của Kelly rất là giàu, nguyên tại vì người ta gọi là Kelly be overactive suspicious glands, which means my face is very oily and I have very oily pores, especially on the T zone. Cái đường T này nè các bạn, luôn luôn nó cứ chảy mỡ, cho nên mình rất là ghét lúc nào nhìn cái mặt nó như là nó bóng. Thì Kelly thích cái style matte hơn, cho nên vì thế các bạn nào mà cũng nam nữ, cái này da dầu không phải là chỉ cho nữ thôi mà cho nam, cho nên bạn nào mà nam hay nữ bị mặt dầu và khi nó dầu nó làm cho mặt mình nhìn thấy dơ thì các bạn hãy dùng cái oil absorbing sheet. Cái này Kelly có bán để gây quỹ cho giúp bé đến trường, cho nên các bạn nào mà có nhu cầu thì cho Kelly biết nha. Thì cái này nó có 100 tờ oil absorbing. Cái đặc biệt của cái này á là khi các bạn dùng xong nó sẽ leave a powder finish. Những cái khác mà bán á nó làm cho cái phấn của chúng ta nó trôi, còn riêng cái này á thì nó giữ được một cái lớp phấn thì nó làm cho mặt mình nhìn nó flawless và nó đẹp hơn. Thì đây các bạn nhìn thấy cái sheet này nó mới ha, thì các bạn sẽ xem how disgustingly oily my face is, right? So mình lấy, mình dặm lên và mình không có chùi nha các bạn, mình chỉ dặm thôi đó. Thì các bạn sẽ thấy thường thường cái mặt của Kelly á phải xài hai miếng này lận đó, các bạn thấy không, đây là những cái dầu nè và nó làm cho da mặt mình, thứ nhất á là bị clog cái pores, thứ hai nữa là bị nhìn nó xấu. Rồi tới cái mũi nha, đó. Các bạn thấy không, rất là ghê. Thì mình lấy mình dặm như thế này thì nó sẽ dặm hết, nó sẽ hút hết những cái dầu mỡ trên. Các bạn thấy không, hồi nãy á, thì cái mặt nó bóng, nhìn nó tối tăm. Bây giờ Kelly dặm cái dầu là nhìn thấy cái mặt mình nó sáng hơn nhiều đó. So this is an absolute best oil absorbing sheet that I have used by far after 41 years of living. Like it absorbs all the oil. I usually do two sheets of this. So that's the first one. Disgusting, I know. But you know what? You just gotta work with what your body is, right? So Kelly thường thường là xài hai miếng, tại vì da mặt của Kelly nó dầu ghê lắm các bạn. Rồi đây cũng vậy luôn nha, mình lấy mình dặm thôi chứ mình không có chà, mình dặm cho tới nào mà mình không còn thấy cái dầu nữa đó là mình ok. Thường thường trong ngày Kelly phải dùng cái này 2-3 lần tùy theo làm công việc gì đó.
Thôi thì thường thường là bị cái phần T-zone nè các bạn. Đó, cái phần này nè. Cho nên các bạn thấy không? Cái càm. Đó. Và khi mà dặm xong, nó không làm trôi đi cái phấn của mình, mà nó hút đi những cái nước, cái dơ, cái dầu dơ của mình. Cho nên các bạn nào mà bị như Kelly, cần thì có thể liên lạc Kelly để mua. Vì Kelly đang bán những cây chuỗi cho giúp đến trường. Điều thứ hai, nói về điệu thì Kelly giỏi lắm. Điều thứ hai là cái lip balm. Hồi hôm qua Kelly, tối qua Kelly có làm cái video chia sẻ về cái glow sức môi á các bạn. Rất tốt. Cái môi của Kelly á đã được chỉnh xăm rồi. Đi lồ có xăm lại thì nó mới được cái màu như vậy các bạn. Chứ hồi xưa là cái môi của Kelly nó thâm tím, thâm đỏ. Nhìn vô giống như sắp chết vậy đó. Nhưng mà đi lồ đã chỉnh cái màu lại rồi cho nên cái màu của Kelly nó mới được hồng như vậy chứ. Nhưng mà cái này là cái màu sau khi chỉnh xong nha, không có son xít. Thì khi mà chỉnh xong xong rồi thì mình đã có cái màu rồi, thì mình chỉ cần bỏ cái shine gloss thôi. Thì hôm qua Kelly có xài cái hũ sức môi đó các bạn. Thì Kelly mua mấy cái hũ nhỏ nhỏ này nè. Kelly mua khoảng 10 hũ, mỗi nơi xe, chỗ làm, bóp, tất cả mọi nơi thôi, để một hũ để mình có quên chỗ này thì mình có chỗ kia để xài. Thì cái này á, nó rất là moisturizing các bạn. Bạn chỉ cần có một chút như thế này thôi nè, là các bạn có thể để lên. Thì nó làm cho cái môi mình được ẩm. Nó làm cho cái môi mình nó ẩm. Và hả, nó làm cho không có bị khô. Đồng thời nó còn giúp cho cái môi chúng ta có một cái độ bóng nhẹ. Đó. Thì cái đó là cái dưỡng môi mà Kelly thấy tốt nhất. Kelly xài chắc cũng khoảng hơn cả trăm cái đồ dưỡng môi. Thì cái này là Kelly thấy nó không có làm cho mình bị những cái, xin lỗi Kelly bỏ nhiều quá. Cái này nó không làm cho cái môi mình bị nổi trắng các bạn. Các bạn nào mà xài chiếc môi các bạn sẽ hiểu, nó cứ đông cái lớp trắng rất là khó chịu. Còn cái này á, khi mà các bạn ăn hoặc là sau vài tiếng nó thấm vô cái da của mình, nó dưỡng cho da mình thì da mình không có bị bong. Đặc biệt hồi xưa mỗi lần mà chuyển mùa, môi Kelly sẽ bị bong da. Kelly cứ ngồi đó Kelly bức nó đó thì cuối cùng bị chảy máu cho nên đau lắm. Cho nên bây giờ có cách để mà không làm như vậy thì cái này rất là tốt. Đó, bạn thấy rằng nó từ từ nó thấm vô cái môi của mình, làm cho cái môi mình nó mềm mại hơn. Rồi kế tiếp là tóc. Và hôm qua các vị có tối hôm qua các vị có dẫn cho chia sẻ với các bạn cách để quấn tóc bằng cái đồ bath rope, cái đồ màu quấn khăn tắm á các bạn. Thì đây, bình thường trong ngày đi làm á, Kelly cũng quấn trên đầu như thế này. Because it just gets the hair out of the way and it's not in my face, right? So this is a perfect way that I do during working to put my hair up. And it still looks good because I'm setting my hair. When I'm wrapping my hair around the bathrobe, it creates like a loose curl effect. And if you watch my video from last night, I have shown you how to wrap it like this, right? So I've been wrapping it like this since yesterday night, and I also wear it to work, which looks great. See? It looks cute. My clients love it. They're like, Kelly, I love your hair. And I tell them it's so easy to do, I just wrap it in a bathrobe. But now I'm gonna take it out for you to see how it looks. So simply, do you wanna take this out? Yes, take it out like this. You can see how when I wrap it. Here. So this is what I mean. When you wrap the hair around the bathrobe, you see?
it creates this beautiful loose curl, right? And when the hair is curled, you're able to see all the texture of the hair. So now I'm going to take it out for you to see. See here, you can see how the hair is loose curl as it wraps around the bathrobe. Hồi hôm qua Kelly có chia sẻ cái video cách làm này thì các bạn có thể coi cái video hồi tối hôm qua nha. Nhưng mà các bạn hiểu cái mục đích của cái cọng dây này nè. Và cái cọng dây này á, cái chất liệu vải nó là như thế này nha các bạn nhé. Các bạn đừng có xài những cái silk hoặc là polyester, tại vì khi mà nó trơn á, nó không có grab được cái tóc của mình thì nó sẽ không có giữ cái nếp. Cho nên các bạn có mua là mua mấy cái chất liệu vải này. Và Kelly cũng có may những cái này. Cho nên các bạn nào mà không biết mua ở đâu hay là muốn ủng hộ thì Kelly may những cái cọng dây này. Và tất cả số tiền Kelly dùng để giúp cho bình thường thì Kelly sẽ gây quỹ để giúp cho giúp bé đến trường. Nhưng mà nguyên cái tháng 9 này thì hiện giờ Việt Nam của mình ở vùng sâu vùng xa nơi mà Kelly đi thăm vào tháng 1 đã bị lũ lụt và đang gia đình và trẻ em rất là khó khăn. Cho nên tất cả những gì mà Kelly gây quỹ trong tháng 9 này thì tạm thời ngưng, không phải là giúp bé đến trường mà để giúp cho những trẻ em và gia đình nạn nhân của cơn bão vừa rồi. Cho nên các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua cái này thì có thể ủng hộ. Kelly may chắc tầm 3-4 bữa là xong. Cho nên các bạn nào muốn order thì cho Kelly biết nha. Rồi, khi mà quấn xong mình lấy ra nè. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái này. Và khi mà lấy ra rồi, Kelly sẽ khoan lấy cái này ra để Kelly nói giải thích cho các bạn. Khi mà mình lấy ra thì các bạn sẽ thấy á, là hồi hôm qua Kelly chỉ các bạn quấn là mình quấn cái tóc. Cái này, cái cọng dây vẫn giữ thẳng và mình quấn cái tóc mình xung quanh. Thì khi mà quấn nó xung quanh là các bạn, chính vì cái vải này nó more like tiếng Việt nói sao ta? So the fabric is more friction, so therefore it's able to hold on to the hair, especially with those who have straight, slippery Asian hair. This type of fabric is great to hold your hair, okay? So when you wrap it, this is what it looks like after you sleep on it. It's like about 7-8 hours, I think. And then now I'm gonna take it out. So see, khi mà mình lấy ra, mình cứ lấy từ từ. Take it out from the bottom first, okay? And work your way to the top. See, like this. Just like that. And there is your bathrobe. Now, after I took it out, you can see how beautiful it naturally curls. It helps to defrizz the hair. And then I just go like this. Just use your hands to like comb it through, and any part that you feel is so frizzy, this is one of my favorite hair serum right here. We sell this at Escada Salon, so if you want it, you can message me. So there's Olaplex, there's a lot of hair serum out there, but I find that those are a bit frizzy. So if you're looking for something that is lightweight, holds well, this is really well. So I usually put one pump or two like this, okay? Rub it in the hand,
So it's like this, and it dissolves into the hair. So just one trick. And then all these people that were telling me, like this. No way. The reason why I put it back here, because we wear a lot of scarf jackets in the fall, or just the friction of our shirt that caused it to tangle at the back. So I like to put my first, the most product on the back first, and then when you're almost done, then you can put it at the top. And when you put it at the top, please don't put it on the scalp, because it gets, it can get oily, especially if you have overactive sebaceous glands like I do. Just run it through like this. You won't get an official certification. Okay. And especially with curly hair, you just wanna go like this. If you feel that you need more product, you can add in more. And that is how your hair looks after you styled it the whole night with this. Thì rất là dễ các bạn. Thì đây là cái kết quả cuối cùng. Các bạn cứ chỉnh theo sở thích của mình nha. Đó. Thì các bạn thấy rằng khi mà tóc mình có highlight hay là mình nhuộm á, thì mình khi mà mình quấn hay là khi cái tóc mình nó giỡn á, nó thấy từng cái nét luôn đó. Và đó là cách mà Kelly làm cho tóc của mình mà không có dùng heat. Tại vì mình dùng heat, when you use too much heat, your hair does get dry and damaged. So this is what I do to get my heatless curls. Okay. Cho nên các bạn thấy rất là dễ, không có gì khó. Các bạn hãy thử cái kiểu tóc này, và nếu được thì các bạn, nếu các bạn thích thì các bạn có thể chụp hình tóc của các bạn sau khi các bạn thử cái cách này xong, và cho Kelly xem với. Chúng ta chia sẻ làm đẹp, làm điệu với nhau để giúp cho nhau mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Thì khi mà chúng ta cảm thấy tự tin với cái mái tóc của mình, hoặc là với cái look của mình, thì mình cũng yêu đời, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Đã. Và nếu mà các bạn thích để nó xuống như vậy cũng được, hoặc là các bạn muốn kẹp lên cũng được. Đây là cái loại kẹp mà không nấn tóc, Kelly cũng có bán. Nên nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên lạc Kelly. Như Kelly nói, tất cả những gì mà Kelly bán cho tháng 9 này á, thì tất cả sẽ giúp gửi về cho gia đình để mà trực tiếp đem đến cho những đồng bào của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão vừa qua. Thì cái này á, thường thường Kelly sẽ thiết kẹp cái này nè. Đó. Và khi mà mình kẹp cái này các bạn, nó không có làm cho cái tóc của mình nó bị nấn, là tại vì nó có cái lớp nó flat á. Thì đó, các bạn có thể làm rất là nhiều kiểu với cái tóc của mình. Khi mà tóc nó giận thì có nhiều kiểu mà các bạn có thể làm lắm. Và trông rất là dễ thương. Thì đó, hy vọng rằng cái video này có giúp ích gì được cho các bạn. Những gì mà Kelly chia sẻ thì Kelly cũng có bán. Cho nên các bạn nào mà cần cái
đồ mà thấm dầu. Cái này Kelly nói là nó là cái tốt nhất mà Kelly đã xài trong 20 mấy năm qua. Kelly xài nhiều thứ lắm, tại vì mình điệu mà. Cái gì mà điệu là Kelly đều đã thử, thì những cái kia nó không có đi cái skin của mình, nó flawless. Tại này là nó làm cho cái da mặt mình nhìn rất là flawless, không dầu và sáng sủa nữa. Và cái này có thể dùng cho nam và nữ, cho nên các anh nào, các anh mà có bị dầu á thì các anh cũng có thể xài cái này. Và nó trông rất là tự nhiên, nhìn không có giống như mình đang đánh phấn cái gì hết. Rất 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 tốt. Thứ hai là cái đồ súc môi đó, làm cho cái môi mình nó rất là soft, nó không có bị khô. Và đặc biệt vào mùa đông á các bạn, da mình nó bị khô mình sẽ bị nứt môi thì đau lắm. Cho nên cái này á Kelly soft cho cái hộp rồi, nhưng mà cái này thì riêng Kelly không có bán, các bạn có thể mua trên Amazon. Ok, cái này là cái tóc mà hồi nãy Kelly nói là serum, nó làm cho tóc mình dưỡng và nó không làm cho tóc mình bị rối, bị gãy. Cho nên ở đây tiệm chủ của Kelly có bán. Còn cái này á là Kelly có chia sẻ là Kelly có may đó. Thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn thử cái kiểu tóc này nè, Kelly rất là thích kiểu tóc này cho nên khoe với các bạn nhé. Rất là dễ làm và làm rất là đẹp. Cho nên các bạn nào mà muốn có cái này để mà quấn, mà muốn ủng hộ cho giúp bé đến trường, bé được Future for Kids, thì có thể liên lạc Kelly. Cái này Kelly may cũng vài ngày là có thể các bạn pick up được. Cho nên thật sự mình không có khả năng nhiều, mình chỉ có thể làm những gì mà mình có để mà một phần nào đó giúp cho những đồng bào và trẻ em ở Việt Nam bớt khổ. Cho nên cảm ơn quý cụ ông bà và anh chị em luôn cầu nguyện cách này cách khác, đồng hành cách này cách khác. If you're listening to me right now, you know who you are. So thank you very much to all the people who are behind the scenes, who support Better Future for Kids and support our mission. We can't do this alone without you. So thank you so much. And tomorrow, there's the Water Lantern Festival happening at Downsview Park near Shepherd and Keel. So we're going to have our Better Future for Kids fundraiser booth there. So if you're free tomorrow, bring your family out and enjoy a wonderful day of good weather. Enjoy the Water Lantern Festival. It is a public event. Everyone can come. And we have a Better Future for Kids booth there. So please come out, buy some food, support our mission, support our cause, and say hi. I will be happy to see you. So thank you so much, everyone. Have a blessed day. God be with you. We pray for peace and more love and compassion in this world, and especially for all the victims of natural disasters, as well as victims of human trafficking and child exploitation. So have a good day, and we'll see you tomorrow at the Water Lantern Festival, and next week at the Tastes of Southeast Asia Love Festival. Yes, is that right? Yes. Cái tim hơi bị méo, but you get the idea. There. So thank you so much, and we'll see you soon. Bye, everyone.